Thực sự là nếu mà để mà trả lời câu hỏi này mà tức là nói về những cái gì tốt thì nó dễ, còn những nói về những cái gì mà không tốt thì nó sẽ khó hơn để mà biểu diễn được cái tốt của mình. Thì nói chung là anh trả lời câu hỏi này chắc là không phải để một phục vụ mục đích phỏng vấn đâu nhá, chỉ là mục đích chia sẻ thôi, nên là có thể là không không thể hiện được những điểm mạnh của mình. Đi là gì? Ok, Sư phụ. là không có solution nào đúng không? Anh nghĩ là khi mà mình ở Amazon thì mình hoàn toàn là có thể chọn những cái như team của anh thì các bạn có thể chọn được các task từ Spring Board hoặc là có thể discuss trước với manager để mà làm những cái task liên quan đến một cái project nhất định chẳng hạn. Thì dù bạn làm task nào thì bạn cũng sẽ là người mà implement rồi test rồi thì triển khai nó thôi. Thì với một cái task mà không có solution thì anh nghĩ là mình nên quay lại cái việc là không có solution thì có giải pháp nào không, thì nếu mà là anh thì anh sẽ tìm kiếm những cái mọi thứ cũng có thể liên quan đến cái task đó từ trong cái code base của mình. Hoặc là có thể từ wiki document team để mà xem là có những thứ gì liên quan trước. Nếu mà sau quá trình đó mà vẫn không có thể làm rõ được cái task của mình thì mình nên có thể để tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người đồng nghiệp của mình, có thể hỏi ví dụ senior engineer trong team hoặc là hỏi những người nếu mà không rõ về product chẳng hạn thì có thể hỏi những cái product manager đó để mà xem để mà làm rõ lại xem là cái phần cái phần yêu cầu của công việc là gì. Nếu như khó quá thì anh nghĩ là nó không đến mức tuyệt vọng như vậy. Anh nghĩ là mình hoàn toàn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của những người trong team thôi. Dạ vâng. Còn ví dụ kinh nghiệm đau thương ấy thì ví dụ như là hồi mới join team ấy thì anh cũng có tức là cũng có muốn contribute, muốn đóng góp từ từ sớm, nên là mình cứ nhận task rất là sớm thôi. Thì cái task đầu tiên của anh ấy thì cũng không, tức là mình từ những cái công ty khác nhảy vào, mình chưa hiểu cái môi trường các thứ lắm, thì mình cũng thảo luận với mọi người, cái người bất đi là cái người mentor của mình ở trong team chẳng hạn. Nhưng mà mình lại không thảo luận một cách quá chi tiết về cái cách mà mình làm. Thì cái những cái task đầu tiên như thế thì thường sẽ là có thể là sẽ mất nhiều lần để mà làm lại, tức là ở Amazon thì có quá trình code review, tức là khi em code xong thì sẽ đẩy lên cho mọi người review. Thì những cái task đầu có thể là em sẽ mất nhiều thời gian hơn bởi vì em chưa chưa đủ thời gian để mà hiểu được hết những cái code base của cái phần công ty mình làm hoặc là Vâng. cái team mình làm, bởi vì nó có sẽ rất có rất nhiều là gọi là gọi gì là legacy system ấy, những cái code mà viết từ năm 7 năm cả chục năm rồi thì đó mình mới vào mình chưa thể nắm hết được, thì những cái task kiểu như thế thì có thể mình sẽ mất nhiều lần để revise để mà đạt được cái yêu cầu của team chẳng hạn. Đó thì đấy là những cái kinh nghiệm mà quả đau thương lúc đầu, thì thường thì có thể là mình sẽ phải dành nhiều thời gian để mà thảo luận hơn Vâng. với các thành viên trong team xem là các hướng cài đặt chi tiết như thế nào, hoặc là cũng phải take time nhiều hơn để mà research cái code base của team.